Chào mừng các bạn đang đến với bản tin bóng đá sáng ngày 8 tháng 2 của Game Bóng Đá TV. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi nhé! Ngay sau đây sẽ là những thông tin chính trong bản tin ngày hôm nay. Kylian Mbappe là một ngôi sao không thể thiếu trên hàng công của PSG. Anh thi đấu hiệu quả nhất ở vị trí tiền đạo cắm hoặc chạy cánh trái. Dù vậy, Mbappe đã được bố trí đá xa hơn ở trận thắng 5-1 trước Lille cuối tuần qua. Khi được hỏi rằng Messi có đạt phong độ hủy diệt nhất khi đá cắm hay không, Mbappe nói: "Tôi không phải huấn luyện viên, nhưng Messi là một cầu thủ cần chạm bóng, cần cảm nhận trận đấu. Tôi nghĩ đó là một vị trí tốt cho anh ấy. Messi tự do, có thể di chuyển, nhận bóng và ở gần khung thành. Nếu Messi có thể đạt phong độ cao nhất ở vị trí này, tôi sẵn sàng lùi sâu để hỗ trợ anh ấy. Ngoài ra, tôi có thể chơi ở bất cứ đâu. Tôi đã xuất phát ở giữa, bên phải và bên trái. Tôi vẫn có những sự tự do nhất định trong những pha di chuyển của mình. Ở thời điểm này, chúng tôi cảm thấy rất ổn. Sau đó, chúng tôi sẽ phải thay đổi khi có Neymar, vì anh ấy là một cầu thủ quan trọng. Anh ấy là một cầu thủ thay đổi đội bóng của chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem khi nào anh ấy trở lại." Vào khoảng tháng 6 năm 2021, Cristiano Ronaldo khiến mạng xã hội bùng nổ khi vừa cán mốc 300 triệu người theo dõi, tự phá kỷ lục 244 triệu người theo dõi trên Instagram vào năm 2020, và vẫn đang giữ vững ngôi vương mạng xã hội này. Vậy mà chỉ mới hơn nửa năm trôi qua, nam cầu thủ đã lại một lần nữa chạm mốc 400 triệu người theo dõi trên trang mạng xã hội đình đám này. Hiện Ronaldo đang có 3.242 bài viết, theo dõi 501 người dùng và cũng sở hữu bài viết lọt top 2 trong 5 bài viết nhiều lượt tim nhất trên Instagram. Được biết, mỗi bài viết của CR7 để phục vụ quảng cáo có giá lên tới hàng chục tỷ đồng. Tuy là người có số follower cao nhất Instagram, nhưng tài khoản của Ronaldo lại chỉ đứng thứ 2 về lượng người theo dõi mà thôi. Vị trí top 1 thuộc về chính tài khoản Instagram. Hiện tại, Instagram đang có hơn 469 triệu follower cùng 7.049 bài viết. Tuy nhiên, với đà tăng trưởng như hiện tại, ngày CR7 vượt mặt chính ứng dụng này không còn xa. Cuối tuần qua, Manuel Neuer ra sân bắt chính như thường lệ trong trận đại chiến với RB Leipzig. Thủ thành 35 tuổi đã góp công giúp Bayern Munich giành chiến thắng 3-2, qua đó nới rộng khoảng cách với Dortmund lên thành 9 điểm. Với khoảng cách an toàn này, Hùng Xám đang tự tin hướng tới chức vô địch Bundesliga thứ 10 liên tiếp. Chơi trọn vẹn 90 phút ở trận thắng Leipzig và không hề dính chấn thương, nhưng Manuel Neuer bất ngờ được Bayern Munich thông báo đã phẫu thuật đầu gối thành công. Đội trưởng của Hùng Xám cần khoảng 6 tuần để hồi phục. Trang chủ Bayern Munich thông báo, Manuel Neuer đã trải qua ca phẫu thuật đầu gối thành công vào Chủ nhật. FC Bayern sẽ không có sự phục vụ của đội trưởng câu lạc bộ trong những tuần tới. Theo tờ Bild của Đức, Neuer đã có kế hoạch phẫu thuật đầu gối từ trước đó. Trong những tuần gần đây, Neuer đã giảm bớt khối lượng, thậm chí nghỉ tập để giữ sức chuẩn bị cho ca phẫu thuật. Thủ thành 35 tuổi muốn điều trị dứt điểm vấn đề ở đầu gối để kéo dài sự nghiệp thi đấu đỉnh cao. Antonio Rudiger được xem như nhân tố quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của huấn luyện viên Thomas Tuchel. Sự điềm tĩnh cùng tinh thần chiến đấu tuyệt vời của Rudiger chính là vũ khí lợi hại. Huấn luyện viên Tuchel vì thế hiểu rằng đội bóng cần phải giữ chân Rudiger bằng mọi giá. Tuy nhiên, trung vệ này sắp đáo hạn hợp đồng với Chelsea. Suốt thời gian qua, Rudiger và ban lãnh đạo Chelsea chưa thể tìm được tiếng nói chung trong việc ký giao kèo mới. Khi mà Chelsea chưa có động thái đáp lại những yêu cầu về bản hợp đồng mới, Rudiger đã gây sốc cho đội bóng chủ quản bằng cách chơi nước cờ đôi. Cụ thể, theo AS, đại diện của Rudiger đã gặp gỡ với giám đốc Leonardo của PSG. Cả hai thảo luận về việc đưa Rudiger sang Pháp chơi bóng. Đội chủ sân Công viên Các Hoàng tử đã sẵn sàng đáp ứng mức lương đề nghị của Rudiger. Điều này có thể khiến Chelsea gặp bất lợi trong việc gia hạn hợp đồng với trung vệ người Đức. Theo tờ Le Parisien, huấn luyện viên Mauricio Pochettino đã chán ngấy cuộc sống tại thủ đô Paris khi mà mọi thứ ở PSG không làm hài lòng nhà cầm quân người Argentina. Được biết, các nguồn tin thân cận đã tiết lộ cựu thuyền trưởng Spurs dự định sẽ rời sân Công viên Các Hoàng tử ngay sau khi kết thúc hai lượt trận ở vòng 16 đội với Real Madrid, bất chấp kết quả có ra sao. Theo Mundo Deportivo, tiền vệ trẻ Gavi đã khước từ đề nghị gia hạn giao kèo đầu tiên của Barcelona. Gavi từ chối vì đề nghị của Barca không đáp ứng được đòi hỏi tài chính của tuyển thủ Tây Ban Nha. Thời gian qua, Barca tỏ ra mạnh tay với các cầu thủ không chấp nhận gia hạn hợp đồng hoặc có những đòi hỏi bị cho là vô lý về lương thưởng. Hiện chưa rõ đội chủ sân Nou Camp sẽ làm gì với cầu thủ trẻ giàu triển vọng này.
Tờ UOL của Brazil xác nhận Flamengo đã đạt được thỏa thuận miệng với MU về việc mua đứt tiền vệ Andreas Pereira. Theo đó, Flamengo đã chấp nhận một thỏa thuận có thể lên tới 14 triệu euro, phụ thuộc vào các điều kiện đạt được về thành tích cá nhân cũng như tập thể. Hợp đồng hiện tại giữa Pereira và MU vẫn còn hiệu lực đến năm 2023. Theo thông tin mới nhất mà chúng tôi nhận được, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đang có những kế hoạch tích cực nhằm giữ chân vị thuyền trưởng của đội tuyển nữ là ông Mai Đức Chung. Nguyên do là bởi hồi sáng nay mùng 7 tháng 2 thì đã xuất hiện nhiều thông tin liên quan đến việc ông Chung muốn từ chức huấn luyện viên trưởng đội tuyển nữ Việt Nam ngay sau SEA Games 31 và không tham dự World Cup 2023. Hiện tại, hợp đồng của huấn luyện viên Mai Đức Chung vẫn còn hiệu lực. Tuy nhiên, trong thời gian tới, VFF sẽ đàm phán gia hạn để thể hiện sự tin tưởng và mong muốn ông Mai Đức Chung tiếp tục dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam. Chia sẻ với chúng tôi, huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết rằng nếu VFF chưa thể tìm ra người thay thế phù hợp, thì ông sẽ tiếp tục làm việc ở đội tuyển nữ Việt Nam đến hết World Cup 2023. Với những thông tin kể trên, có thể khẳng định rằng huấn luyện viên Mai Đức Chung tại vị cho tới hết World Cup 2023. Như đã đưa tin, trước khi tham dự World Cup 2023, đội tuyển nữ Việt Nam chắc chắn sẽ nhận được những khoản tiền hỗ trợ khổng lồ tới từ FIFA. Mới đây nhất, ông Gianni Infantino, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới đã chính thức lên tiếng ấn định số tiền thưởng tại Ngày hội bóng đá nữ lớn nhất thế giới. Cụ thể, số tiền thưởng tại World Cup nữ 2023 sẽ ít nhất lên tới 60 triệu USD. Đáng chú ý là con số này gấp đôi số tiền thưởng ở kỳ World Cup 2019, chỉ vỏn vẹn 30 triệu USD. Như vậy, khi tham dự giải đấu này, đội tuyển nữ Việt Nam có thể được nhận hơn 1 triệu USD so với dự kiến ban đầu, chỉ là 750.000 USD. Tương ứng theo đó, số tiền mà Liên đoàn bóng đá Việt Nam và các câu lạc bộ chủ quản được hỗ trợ cũng sẽ tăng theo đáng kể. Không những vậy, nếu như giành được những chiến thắng hay lọt sâu vào các vòng knockout tại World Cup, các chiến binh sao vàng của chúng ta sẽ lại tiếp tục nhận được thêm những khoản tiền thưởng được tăng dần tùy theo thành tích. Bản tin bóng đá sáng ngày 8 tháng 2 của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại! Hiền bóng đá, kết nối niềm đam mê túc cầu.